Xin chào tất cả các em, cô rất vui khi được đồng hành với các em ở trong bài học ngày hôm nay. Và ở tiết trước thì các em đã cùng với cô là chúng ta đã nghiên cứu xong về phần tổng và hiệu của hai vector trong phần đầu tiên. Và trong tiết này thì cô sẽ chữa cho chúng ta bài tập về nhà. Ở tiết trước thì cô đã giao cho các em là hai bài tập về nhà. Bài số 1 là cho 3 điểm OAB với điều kiện nào thì vector OA cộng vector OB nằm trên đường phân giác của góc AOB. Và bài thứ 2 là bài toán liên quan một cái mối liên hệ đối với vật lý. Đó là cho hai lực F1 và F2 có điểm đặt là O và tạo với nhau một góc 60 độ. Tìm cường độ tổng hợp lực ấy, biết rằng cường độ của hai lực F1 và F2 đều là 100 N. Như vậy là thông qua bài số 2 này thì các em cũng thấy được cái mối liên hệ giữa toán học và vật lý đúng không nào? Đây chúng ta sẽ cùng giải quyết bài số 1 trước nhé. Bài số 1. Cô hy vọng rằng là khi mà làm bài này ở nhà thì chúng ta không bị nhiều khó khăn. Còn nếu như bạn nào mà chưa làm được thì chúng ta cũng theo dõi. Trước hết là người ta cho mình lập cho 3 điểm OAB với điều kiện nào thì cái vector OA cộng vector OB nằm trên đường phân giác ấy. Thì trước hết là chúng ta cần phải nhớ đến cái quy tắc gì tổng của hai vector đúng không? Hai vector chung gốc. Thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái quy tắc hình bình hành. Ở đây thì hoàn toàn là chúng ta có giả sử như là vector OA với OB tương ứng như trong trường hợp này nhé. Đây cô có vector OA. Thông thường ấy, nếu như chẳng hạn như cô có điểm B ở một vị trí bất kỳ đi. Đây, vị trí bất kỳ đây. B đây. Đúng nào. Đó. Thì rõ ràng là vector OA cộng với vector OB thực chất thì sử dụng theo quy tắc hình bình hành thì chúng ta sẽ xây dựng được một vị trí điểm D, điểm C đi. Sao cho thỏa mãn điều kiện là C này chính là đỉnh của hình bình hành A, O, B, C. Thì khi đó vector OA cộng với vector OB trong trường hợp này chính là vector OC. Đấy, chính là vector OC ở đây. Được chưa nhỉ? Đấy. Hay là thực chất thì chính là việc là chúng ta đi xây dựng một vector AC sao cho bằng với vector OB thôi, phải đưa về theo quy tắc. Đấy. Thì chúng ta xác định xong. Và để thấy rằng là làm sao để cái đường OC này nằm ở trên đường phân giác của AOB ấy, thì có nghĩa là cái đường chéo OC này đồng thời sẽ là phân giác của góc AOB này đúng không? Và tính chất ở hình của hình bình hành ấy, hình bình hành thông thường thì chúng ta sẽ có cái tính chất đấy là các cạnh bên song song và bằng nhau. Thì trong trường hợp mà có hai góc mà tạo bởi cái đường chéo này bằng nhau thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ rơi vào trường hợp là hình gì? À, nó sẽ rơi vào trường hợp là hình thoi đúng không? Hình thoi thì nó sẽ có là cái cạnh cái đường chéo ấy, đường chéo hai đường chéo sẽ vuông góc với nhau. Ở đây thì cô vẽ trường hợp này nó chưa được tổng quát lắm cho nên là góc nó không được bằng nhau lắm nhá. Còn nếu như mà chúng ta vẽ chính xác hơn ấy thì chúng ta sẽ có là O A C B sẽ là hình thoi. Và khi nó là hình thoi thì rõ ràng là cạnh OA và OB sẽ tương ứng thế nào? Bằng nhau đúng không? Đấy là điều kiện để chúng ta có thể khai thác được cái dữ kiện của bài. Ít nhất là nó là hình thoi, còn một số những trường hợp đặc biệt khác nữa thì ví dụ như hình vuông thì nó không xét đến rồi. Nhưng đặc biệt đây phải là hình thoi. Chúng ta có thể trình bày như sau. Thứ nhất đấy là dựng AC, vector AC bằng với vector OB. Khi đó thì chúng ta sẽ có vector OA cộng vector OB thực chất chính là bằng với vector OA cộng với vector AC bằng với vector OC. Đấy. Rồi khi đó tứ giác OACB là hình bình hành. Cái này là theo quy tắc hình bình hành rồi nhé. Hình bình hành. Theo như đồ bài thì ta có là OC lúc này sẽ là đường phân giác của góc AOB ấy. Vector OA cộng vector OB là phân giác của góc AOB. Hay người ta sẽ suy ra được là OC là phân giác đúng không? Góc AOB. Và khi đó kết hợp hai cái điều kiện này,
hai điều kiện này thì chúng ta sẽ từ 1 và 2 nhé. 1 và 2 thì chúng ta sẽ suy ra được là O, A, C, B là hình thoi. Là hình thoi. Đấy. Là hình thoi. Và khi nó là hình thoi thì rõ ràng là chúng ta sẽ có điều kiện là OA. Vector OA, đúng không? Sẽ có độ dài bằng với vector OB. Đó. Thế đây là chúng ta đã hoàn thiện xong đối với cái bài này. Tức là điều kiện ở đây là vector OA bằng với vector OB, độ dài nhé. Lưu ý cho cô đấy. Thì đấy chỉ là điều kiện để sao cho là vector OA cộng vector OB nằm trên đường phân giác của cái góc AOB. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đối với bài số 2. Bài 1. Bài 2. Bài 2 theo như đầu bài thì ta có lượng F1, F2 điểm đặt là O tạo với nhau một góc 60 độ. Thế thì cô có thể sử dụng ngay cái trường hợp cô sử dụng luôn cái hình này nhá, thì chúng ta có thể là nhận dạng ở trên này thì cô vẽ thì đỡ phải tốn thời gian viết lại nữa. Cô giả sử như ở đây là F1 đi. Đúng nào? Đấy. Bây giờ ở đây F1 thì cả cái lực này nó sẽ là OF1 này, nó sẽ là cả cái vector F1 luôn nhé. Tiếp đây là F2 này. Điểm đặt đây là F2 này. Cô gọi cả vector này là F2. Được chưa? Tiếp. Người ta cho rằng là tìm cường độ tổng hợp lực ấy. Thì giống như phần trên, thực sự thì tổng hợp lực chính là F1, vector F1 cộng vector F2. Hay chính là bằng với vector gì đây? OC ở đây thôi nhá. Đấy là lưu ý. Và trực tiếp thì chúng ta thấy rằng là nếu như F1 và F2 đều là 100 N thì nó quay trở lại đối với cái bài số 1 thôi. Và lúc này thì chúng ta sẽ có là cái tổng hợp lực dựa vào đây thì hoàn toàn chúng ta sẽ tính được độ lớn của nó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện luôn này. Thứ nhất thì chúng ta sẽ xét cho cô. Xét vector F1 cộng với vector F2 nào, bởi vì có cùng điểm đặt là O nhé, thì sẽ bằng với, đến đây thì ta thu được là F1 cộng F2 giả sử là bằng F3, tức là bằng với vector OC đấy. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ thực hiện được tiếp như sau. Nhất là đặt, đúng không? F1 bằng với vector OF1. Đấy, bằng vector OF1 nhé. Tiếp là cô có F2 bằng vector OF2. Và cuối cùng là F3 sẽ bằng với vector OC. Mở ngoặc ra như hình vẽ nhé. Ở đây chúng ta sẽ vẽ lại cái hình đấy, chứ không sử dụng cái hình của bài số 1 như hình vẽ. Khi đó thì chúng ta sẽ thu được là suy ra ở đây, đúng không? Ta có là bởi vì theo như phần đầu bài này người ta cho mình là F1 và F2 đều bằng 100 N ấy, thì chúng ta sẽ có là cái tứ giác O F1 C F2 là hình bình hành. Là hình bình hành và lại có độ lớn của vector ở đây là OF1 bằng với độ lớn của vector OF2. Theo như phần giả thiết thì chúng ta sẽ chỉ ra được là cái tứ giác này là hình thoi. OF1 CF2 là hình thoi. Là hình thoi. Vậy thì theo cái quy tắc mà tổng hợp lực em đã học ở trong vật lý thì chúng ta sẽ thu được công thức như sau. Thứ nhất là ta sẽ có là OF1, đúng không nào? Vector OF1 bình phương ấy. Theo cô này là chị bình phương luôn nhá. Cộng với OF2 bình phương. Được chưa? Và cộng với 2 lần. Đây là dấu cộng nhá. Cộng 2 lần OF1. Độ lớn của OF1 nhân với OF2 nhân với cốt của góc xen giữa, thì ở đây chính là cốt của 60 độ. Thì công thức này chính là bằng hợp lực của chúng ta. Hợp lực thì là OC bình phương đấy. Ở đây hay cụ thể chính là F3.
Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thay các giá trị thì ta sẽ thu được là OC bình thường đúng không nào? Bằng OM1 này. OM1 thì theo như phần đề bài chính là M1 rồi. M1 thì độ lớn lên 100 Newton. Chúng ta sử dụng theo cái cường độ nhá. Đấy, cường độ chúng ta thay trực tiếp luôn. 100 Newton này bình phương cộng 100 bình phương cộng 12 nhân 100 nhân 100 và nhân với cos của 60. Cos 60 thì chính là 1/2. Được chưa? Và như vậy thì chúng ta sẽ chỉ ra được là cái vector OC này xem là cái cường độ của nó là bao nhiêu. Ở trên này chúng ta có bổ sung cho cô là cường độ của tổ hợp lực là hoặc là cường độ của lực F3 là. Cường độ của lực F3 là. Đấy. Đây bổ sung một chút nhé. Thì chúng ta sử dụng theo như thế này. Và như vậy thì chúng ta tính được cái OC bình phương này. Chúng ta lấy ra 100 bình đúng không? Cộng 100 bình và tính ra kết quả cho cô. Chúng ta thu được kết quả như sau. Thì ta sẽ thu được OC bình phương sẽ bằng 30.000 đúng không? Đây thực chất chỉ là Newton đấy. Nhưng mà chúng ta phải đưa về đi tính OC thôi. Như vậy khai căn của nó ra. Thì chúng ta sẽ thu được kết quả đây là 100 căn 3. 100 căn 3. Lực ở đây là Newton. Được chưa? Đấy. À, chúng ta đã thực hiện xong phần này. Như vậy kết luận nhé. Vậy tổng hợp lực. Đến đây thì chúng ta sử dụng cho cô cái vector nhé. Độ lớn. Vậy tổng hợp lực của vector F1 và F2 là 100 căn 3 Newton. Đó, thì đấy là cách để chúng ta có thể khai triển và vận dụng ở trong toán học và vật lý mối liên hệ của chúng. Thì ngay từ đầu chương trình vật lý chúng ta cũng đã nắm được cái phần vector này trong chương trình của lớp 10 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nội dung tiếp theo ở trong phần thứ hai của tổng giá trị của hai vector. Trong bài ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu về tích hợp hướng của hai vector với một số và trong phần 2 nhé, tổng hiệu hai vector đấy. Thì trong phần này chúng ta sẽ xem xét đối với cái dạng bài là chứng minh các đẳng thức vector và cụ thể trong đó có cả phần chứng minh các điểm thẳng hàng nữa. Để làm được nội dung này thì chúng ta cần phải nắm được một số các kiến thức như sau. Quan sát cho cô vào phần kiến thức cần nhớ. Đã có. Trong phần kiến thức cần nhớ này thì trước hết là chúng ta phải hiểu được là tích của vector với một số thì là như thế nào. Thì ta có tích của vector với một số thì sẽ tương ứng là tích của vector A với một số K chính là một vector. Và vector này được biểu diễn là vector KA. Cụ thể, khi cô có vector A và cô muốn biểu diễn một vector KA thì cô thấy rằng là nó cũng là một vector. Đấy. Được mô phỏng như thế này, nó gấp K lần vector A. Và khi đó thì chúng ta có những cái tính chất liên quan đến tích của vector với một số như sau. Tích của vector với một tổng hai vector thì chính là bằng lần lượt tích của một số đấy nhân với các hạng tử ở trong tổng, hay cụ thể là k nhân với tổng của vector A cộng vector B thì bằng k lần vector A cộng k lần vector B. Tương tự, h cộng với k tích với vector A thì sẽ bằng h lần vector A cộng k lần vector A. Tính chất tiếp theo là tính chất h nhân với k lần vector A thì sẽ bằng h k nhân k lần vector A. Đây chúng ta hoàn toàn là định nghĩa h và k là các hệ số nhé. Và tích của 1 với một vector thì là chính nó. Còn tích của -1 với một vector thì lại là vector đối của nó. Chúng ta vận dụng các kiến thức này thì chúng ta xử lý một số lượng dữ liệu. Chúng ta có quy tắc về trung điểm. Đối với quy tắc trung điểm thì ta có là nếu như cô có đoạn thẳng AB nhé. Chúng ta sẽ đây cho dễ quan sát. Cô có đoạn thẳng AB. Và cô có vị trí ở đây là điểm M. Điểm M này là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khi đó thì lúc này chúng ta sẽ có cái dữ kiện quan trọng là mọi một điểm bất kỳ nằm ở ngoài nhé. Một điểm bất kỳ nằm ở ngoài. Thì cô giả sử là cô có điểm Y bất kỳ nằm ở ngoài. Một điểm bất kỳ Y nằm ở ngoài.
Đấy, thì lúc này chúng ta sẽ đi xét được vector im, vector ia và vector ib, nó sẽ có mối liên hệ như sau. Trước đây thì ta có là vector ma cộng với vector mb thì bằng vector 0 đúng không? M là trung điểm nhé, thì ma cộng với mb thì bằng vector 0. Tiếp, lúc này với điểm y nằm ở y không thuộc vào ab. Đó, đây là m là trung điểm ab nhé. Y mà không thuộc vào AB, khi đó thì chúng ta sẽ có vector IM. Vector IM. Hoặc là chúng ta có thể bổ sung là vector IA cộng vector IB được thì bằng 2 lần vector IM. Ở đây cô thể minh họa là viết lại đây nhé. Vector IA cộng với vector IB thì bằng 2 lần vector IM. Thì nếu như bạn nào mà còn chưa nhớ này thì chúng ta có thể sử dụng cái quy tắc chèn điểm vào. Chèn điểm vào thì chúng ta sẽ ra được cái kết quả cuối cùng, tức là chèn vị trí điểm M vào lần lượt hai vector IA, IB thì chúng ta sẽ thu được bằng 2 lần vector IM mà thôi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có đến quy tắc nữa, đấy là quy tắc trọng tâm của tam giác, cũng tương tự như cái quy tắc về trung điểm vừa rồi. Thì chúng ta có, nếu như cô có tam giác ABC như sau. Với điểm G là trọng tâm của tam giác. Điểm G là trọng tâm của tam giác. Thì trước thì chúng ta mới nắm được cái quy tắc trung điểm, cái quy tắc trọng tâm chung. Đó chính là ta có GA, vector GA cộng vector GB cộng vector GC thì bằng vector 0 đúng không? Nhờ đây ta sẽ có là với G là trọng tâm của tam giác ABC. Thì lúc này chúng ta sẽ có điều kiện ở đây là vector GA cộng với vector GB và cộng với vector GC thì bằng vector 0. Và quy tắc về trung điểm nữa thì ta có điểm, một điểm bất kỳ, điểm M bất kỳ nằm ở ngoài một điểm Y nhé, cô lấy điểm Y thì giống như phần trên. Một điểm Y bất kỳ nằm ở ngoài tam giác này và khác điểm G. Tam giác ABC. Và Y cũng khác điểm G nữa. Thì lúc này thì chúng ta sẽ có cái điều kiện ở đây. Thì ta sẽ có đến là vector IA cộng với vector IB cộng với vector IC sẽ bằng 3 lần vector IG. Chứng minh điều này thì cực kỳ đơn giản, thì chúng ta hoàn toàn có thể thay trực tiếp vào trong vế trái, thay điểm chèn điểm G vào trong vế trái của lần lượt từng cái hạng tử ở đây thì chúng ta cũng sẽ thu được 3 lần vector IG thôi. Đấy là cách để chúng ta chứng minh về cái quy tắc trung điểm và quy tắc trọng tâm của tam giác. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Trong phần tiếp theo này thì chúng ta sẽ nắm được là khi mà hai vector mà có cùng phương thì chúng ta sẽ có điều kiện như thế nào, hay có nghĩa là trong trường hợp mà ba điểm thẳng hàng thì chúng ta sẽ phải chứng minh như thế nào. Thì cùng quan sát cho cô nhé. Ở đây thì điều kiện cần và đủ để có vector A và vector B cùng phương đó là phải tồn tại được một số k để sao cho thỏa mãn là một cái vector này biểu diễn thông qua vector kia. Giả sử như cô có một vector dưới dạng như sau. Cô có vector A biểu diễn. Được chưa? Và nếu như để cho hai vector này là cùng phương với nhau, giả sử cô có một vector B, vector B này cô có là gấp đôi, gấp hai lần vector A. Và vector B này thì bằng hai lần vector A. Thì có nghĩa đây là tồn tại được cái số k này thỏa mãn điều kiện để sao cho là hai vector này nó sẽ cùng phương với nhau. Và kể cả trong cái trường hợp là dấu âm cũng được nhá. Giả sử như cô có vector B nó lại ngược hướng như thế này cơ. Và lúc này thì cô sẽ có vector B lại bằng trừ 2 lần vector A. Như vậy là A và B nó vẫn là hai vector cùng phương với nhau nhá. Cùng phương nhưng mà ngược hướng nhau. Đấy là chúng ta có thể sử dụng cái dữ kiện này để chúng ta đưa vào cái bài toán
và chứng minh các điểm thẳng hàng, bởi vì là qua hai điểm thì xác định được một vectơ mà. Thì chúng ta sẽ có tiếp theo ba điểm phân biệt thẳng hàng, ba điểm ABC thẳng hàng khi và chỉ khi có một số k khác không sao cho thỏa mãn điều kiện là vectơ AB bằng k lần vectơ AC, thì giống như phần vừa rồi cô đã minh họa cho các em, chúng ta có thể biểu diễn dựa vào điều này. Vậy thì trong trường hợp mà ba điểm không thẳng hàng thì chúng ta sẽ phân tích như thế nào? Khi mà có ba điểm mà không thẳng hàng ấy, thì chúng ta sẽ có là nếu như nó có hai vectơ không cùng phương với nhau, ba điểm không thẳng hàng thì sẽ tạo thành hai vectơ không cùng phương mà, thì khi đó chúng ta luôn luôn có thể biểu diễn được một cái vectơ thông qua hai cái vectơ vừa rồi, tức là vectơ x lúc này bằng h lần vectơ a cộng k lần vectơ b. Thật ra là nghe lý thuyết thì nó hơi hàn lâm một chút, nhưng mà đưa vào phần bài tập thì chúng ta sẽ thấy nó dễ dàng hiểu hơn, đơn giản hơn. Thì cụ thể bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô và nội dung của phần bài tập. Trong bài này thì chúng ta sẽ cùng quan sát cho cô dạng đầu tiên, dạng số 2. Ở đây là chứng minh các đẳng thức vectơ. Chứng minh các đẳng thức vectơ thì trong ví dụ số 1 chúng ta sẽ quan sát phần đề bài nhé. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm và M thuộc vào BC sao cho vectơ BM bằng 2 lần vectơ MC. Như vậy đầu bài cho như này có nghĩa chúng ta phải biểu diễn được vectơ BM bằng 2 lần vectơ MC. Và yêu cầu chứng minh đây là vectơ AB cộng 2 lần vectơ AC thì bằng 3 lần vectơ AM. Ý B là chứng minh rằng MA vectơ MA cộng vectơ MB cộng vectơ MC thì bằng 3 lần vectơ MG. Muốn làm được điều này thì chúng ta vẽ hình ra nhé. Ta có tam giác ABC như sau. Cô vẽ như vậy. A, B, C. Đề bài cho đây là vectơ BM bằng 2 lần vectơ MC. Như vậy thì chúng ta vừa nắm được về cái khái niệm liên quan đến các vectơ cùng phương. Khi vectơ BM mà biểu diễn bằng 2 lần vectơ MC thì có nghĩa là chúng đã cùng phương với nhau rồi. Tuy nhiên về độ lớn nữa thì chúng ta cần phải xét này. Thì khẳng định ở đây thì độ lớn của vectơ BM sẽ bằng 2 gấp 2 lần vectơ MC nhá. Hay có nghĩa là lúc này điểm M theo như tư duy chúng ta thấy rằng nó sẽ phải nằm giữa cái đoạn BC. Còn nếu như M nằm ở hai đầu mút bên ngoài hai đầu mút nhá, thì lúc này nó sẽ phải mang giá trị là không phải là 2 nữa mà phải là một số âm nếu mới thỏa mãn. Ngay lập tức thì chúng ta có thể thấy rằng là độ lớn của vectơ BM sẽ gấp 2 lần độ lớn của vectơ MC, hay ta chia đoạn BC này thành 3 phần. 3 phần nhá. 1 3 4 5 6. Đó. Và lúc này thì M chắc chắn là phải nằm gần C hơn rồi. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có vectơ BM đấy nhá, bằng 2 lần vectơ MC là xong. Tiếp theo. Đề bài yêu cầu đây là đi chứng minh. Đấy, chứng minh rằng vectơ AB cộng 2 lần vectơ AC bằng 3 lần vectơ AM, thì chúng ta hoàn toàn thực chất thì bài này có thể là vẽ hình hoặc là không vẽ hình đều được, nhưng mà cô lưu ý rằng là khi đề bài người ta cho mình vectơ như thế kia chúng ta nên vẽ hình vào. Ý A thì chứng minh luôn. Ý A thì ta có vế trái, chúng mình về trái nhanh nhé, bằng vectơ AB cộng 2 lần vectơ AC, thì do vế phải ở kia ta thấy có xuất hiện là AM. Vậy thì ngay lập tức thì chúng ta có thể là đi chèn cái vị trí điểm ở đây nhé, chèn vị trí điểm M vào trong này. Cô có vectơ AM chèn vào cộng với vectơ MB, đúng không nào? Bên này cũng vậy, cô cũng chèn điểm M vào, thì cô thừa 2 lần vectơ AM cộng vectơ MC ở trong này. Và bây giờ chúng ta nhân phá ra thôi, theo quy tắc vừa rồi, cái tính chất vừa rồi về tích của một số một vectơ, thì ở đây ta sẽ thu được là mấy lần vectơ AM? 3 lần vectơ AM này. Tiếp cộng vectơ MB nào, cộng 2 lần vectơ MC. Mà theo như dự kiện của đầu bài thì ta lại có là vectơ BM thì bằng 2 lần vectơ MC. Thay số vào đây, ta có 3 lần AM nhé, cộng với MB cộng với BM. Đấy. Thì ngay lập tức hai vectơ này là vectơ đối với nhau rồi. Suy ra là kết quả ở đây sẽ bằng với 3 lần vectơ AM thôi. Hay ta có là
bằng với vé vé trả vé phạt. Người ta có điều phải chứng minh. Thì đấy là chúng ta có thể sử dụng để nâng cái tính chất về tích của vector một số. Thì tương tự như vậy đối với ý B. B thì lại hoàn toàn là giống như cái tính chất của trọng tâm vừa nãy đúng không? Cô đã cho chúng ta về quy tắc trọng tâm. Thì đây chứng minh lại này. Ý B. Với điểm G này là trọng tâm của tam giác. Trọng tâm thì thực chất thì chúng ta chỉ cần lấy một cái đường trung tuyến và chúng ta chia thành 3 phần thôi thì chúng ta cũng ra được trọng tâm rồi, chứ không cần nhất thiết là phải vẽ hai đường trung tuyến khác nhau. Tính chất trọng tâm thì chúng ta nắm được rồi nhá. Chúng ta có là vé trái này, bằng vector MA cộng vector MB cộng vector MC. Đó, thì ở đây vé bên kia thì có MG, cho nên ta thay luôn, chèn luôn vị trí điểm G vào. Chúng ta thu được là bằng với vector MG cộng với vector GA. Đúng nào? Tương tự như vậy đối với các vector còn lại. Cộng vector MG cộng vector GB và cộng vector MG cộng với vector MC, GC. Đó. Như vậy chúng ta thu được là bằng 3 lần vector MG và cộng với cái cụm phía sau kia. Phía sau kia thì theo như tính chất của trọng tâm thì vector GA cộng vector GB và cộng với vector GC chính là bằng vector 0. Hay kết quả thu được cuối cùng bằng 3 lần vector MG thôi. Đây chính là bằng vector phạt là ta có điều phải chứng minh. Đây là cách để chúng ta có thể khai thác sự kiện của đề bài. Lưu ý trong phần này nhé, cái việc mà xác định vị trí điểm M này cũng rất quan trọng trong những cái bài phân tích của vector khác. Lưu ý cho cô trong cái phần vẽ hình. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của phần vẽ hình. Chúng ta sẽ đến với một phần liên quan đến cái kiến thức về các vector mà được biểu diễn được thông qua hai vector không cùng phương. Trong ví dụ số 2, cô có đề bài như sau. Cho tam giác ABC có điểm M và điểm D lần lượt là trung điểm của cạnh AB, cạnh BC và N thuộc AC. Sao cho thỏa mãn là vector AN bằng 1 phần 2 của vector NC. K là trung điểm của MN. Yêu cầu là chứng minh vector AK được biểu diễn thông qua 1 phần 4 của vector AB cộng 1 phần 6 vector AC. Ở đây chúng ta nhớ đến kiến thức vừa nãy là khi mà có một vector X và vector A và vector B không cùng phương với nhau thì chúng ta hoàn toàn có thể được biểu diễn vector x này thông qua hệ số h nhân với vector a cộng k lần vector b, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình và chứng minh được điều kiện của bài. Ta có hình vẽ tương ứng như sau. Cô vẽ bất kỳ một tam giác nhé. Đây cô vẽ bất kỳ tam giác a, b, c. Đề bài yêu cầu và cho chúng ta xem sự kiện đó là điểm M là trung điểm của AB và điểm D là trung điểm của BC. Tiếp nữa ta có vị trí A vector AN bằng 1 phần 2 vector NC thì giống như vừa rồi cô còn nói. Nếu như cái hệ số này là dương có nghĩa là vector này chắc chắn nó phải cùng hướng với nhau luôn nhé. Độ lớn của nó sẽ bằng 1 phần 2 này. Ví dụ vector AN và vector NC chắc chắn là N phải nằm ở giữa AC rồi. Và sao cho độ lớn của vector AN bằng một nửa của vector NC, hay chúng ta cũng chia cái vector này thành 3 phần. Thì lúc này chắc chắn là N, nhìn xem là N sẽ gần A hay gần C hơn. Nhìn vào đây, thì ta thấy rằng là chắc chắn N trong trường hợp này sẽ phải gần A hơn, bởi vì vector AN mà, bằng một nửa vector NC. Rồi, tiếp nữa, người ta cho mình là K là trung điểm của MN. K là trung điểm của MN. Đây chúng ta chỉ cần chỉ ra vị trí các điểm thôi, chứ không cần nhất thiết là phải đi vẽ trực tiếp các vector đó. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái dự kiện của phần đầu bài. Ở đây có các cái yếu tố liên quan đến trung điểm. Thì chúng ta sẽ khai thác tối đa điều kiện đấy, cũng như là về phần hệ số của phần 2 này. Vector AK nếu muốn chứng minh bằng 1 phần 4 vector AB và vector AC, thì vector AB ở đây ta lại có M là trung điểm. AC thì N thì bằng với 1/3 AC luôn nhỉ. Chúng ta có thể chỉ ra dễ dàng. K là trung điểm của MN, vậy ta có thể sử dụng công thức trung điểm đối với cái điểm K này. Thì cụ thể ta sẽ có ý A chứng minh nhanh nhá. Ta có vector AK
theo như quy tắc trung điểm, đúng nào? Thì ta sẽ đưa về được là vector gì? À, bằng vector AM cộng với vector AN, thế nào nữa? À, chia cho 2, nhớ nhá, quy tắc về trung điểm thì ta gọi là A, vector AM cộng vector AN bằng 2 lần vector AK. Hay ở đây thì chúng ta sẽ nhân thêm 1/2 ở phía ngoài này, thì ta thỏa mãn điều kiện này. Đúng chưa? Sau đó thì muốn có xuất hiện được vector AB và vector AC ấy, thì chúng ta sẽ phải rút cái AM này ra biểu diễn theo AB. Cụ thể, khi M là trung điểm của AB thì rõ ràng là AM lúc này sẽ bằng 1/2 của AB. Vậy AK bằng 1/2 này nhân với 1/2 của vector AB. Tiếp AN thì sao? AN trong trường hợp này thì ta thấy là nó sẽ bằng gì? 1/3 của vector AC. Và chúng ta chỉ cần là nhân ra thôi thì chúng ta sẽ thu được kết quả. Vậy vector AK lúc này sẽ bằng 1/4 vector AB cộng với 1/6 vector AC. Thì đây chính là bằng với vế và còn điều phải chứng minh. Một cách chứng minh về trái và ngược phải này nó đơn giản hơn nhé. Đơn giản hơn cách là chứng minh vế phải và vế trái, bởi vì phải phức tạp hơn. Đấy là đối với phần vector này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đối với ý B nhé. Ý B này thì ta lại có vector KD. Vector KD yêu cầu là chứng minh bằng với 1/4 vector AB cộng 1/3 là vector AC. Lúc này thì điểm D lại là trung điểm của cạnh BC. Đúng chưa? D lại là trung điểm của BC. À vậy thì rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có thể đi biểu diễn là coi như vị trí điểm K này là một điểm nằm ngoài. Một điểm nằm ở ngoài thì chúng ta sử dụng cái tính chất trung điểm giống như tương tự vừa rồi, chúng ta sẽ biểu diễn dưới dạng KB và KC. Đây cô không vẽ lại với trên hình nhá. Chúng ta sẽ biểu diễn như sau. B trái này. Vector KD. Vector KD. Đây thì chúng ta có thể sử dụng đến KB KC cũng được, hoặc nếu không thì chúng ta có thể sử dụng cho cô là kèm cái vị trí điểm A vào nhá. Kèm vị trí điểm A vào cũng được thôi. Sử dụng công thức về hiệu thì ta sẽ có vector KD thực chất chính là bằng với vector gì? Vector AD trừ đi vector AK. Nào, đấy. Vector AD trừ vector AK. Mà vector AK thì có ngay ở phần trên rồi. Còn vector AD thì có D lại là trung điểm. Cho nên chúng ta trung điểm của BC thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa được về dưới dạng là 1/2 vector AB cộng với vector AC. Thay trực tiếp luôn nhé. 1/2 vector AB. Cô bỏ cái ngoặc đi. Cho cái ngoặc vào đây. Và cộng với vector AC thôi. Đấy chính là vector AD này. Tiếp trừ đi vector AK. Trừ vector AK thì có thể lấy ngay kết quả phía trên. Chính là trừ đi 1/4 vector AB. Tiếp trừ đi 1/6 vector AC. Đã đổi dấu rồi đấy. Đó, ngoặc đổi dấu rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ rút ra, bởi vì chỉ có AB với AC thôi thì rút ra rất nhanh. Chúng ta có 1/4 này trừ đi 1/2 lần vector AB trừ 1/4 vector AB, như vậy thu được là 1/4 vector AB. Tiếp 1/2 vector AC mà trừ đi 1/6 vector AC thì chính là kết quả bằng, có phải 1/3 không nhỉ? Nhìn kỹ cho cô xem nhé. Trừ đi này. Thì chúng ta sẽ thu được này rồi, ok. 1/3 vector AC. Điều này chính là bằng với vế phải. Ta có điều phải chứng minh. Đấy. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà nếu như chúng ta không biểu diễn được cái vector AK ở phía trên thì việc đi chứng minh KD kia thì có khi các bạn lại liên tưởng với KB với KC. KB KC cũng được thôi nhưng nó hơi dài một chút nhá. Chúng ta có thể sử dụng cách này để chúng ta phân tích. Đấy. Đấy là cách để chúng ta phân tích một vector về theo hai vector không cùng phương. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần. Vừa rồi thì chúng ta đã nắm được cơ bản một số cái kiến thức liên quan đến việc là chứng minh các vector và thông qua việc biểu diễn vector qua hai vector không cùng phương.
và sử dụng để chứng minh các điểm thẳng hàng với nhau. Và trong phần này thì cô sẽ giao cho chúng ta bài tập về nhà như sau. Bài số 1, cho tam giác ABC có GHO lần lượt là trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Ở đây thì gồm có 3 cái đẳng thức này, yêu cầu là chúng ta sẽ chứng minh nhé. Bài số 2. Bài số 2 thì hơi khó hơn một chút thôi, nhưng cô nghĩ rằng là chúng ta có thể vận dụng để chúng ta chứng minh được. Ở đây thì vị trí này là MA nhé, vector MA nó hơi bị lệch một chút, thì các em quan sát kỹ cho cô này. Cho tam giác ABC có trọng tâm là G, lấy điểm M và N thỏa mãn, vector MA bằng 2 lần vector MB, 3 lần NA vector NA cộng 2 lần vector NC bằng vector 0, và yêu cầu chứng minh 3 điểm NMG thẳng hàng. Ở đây gợi ý một chút, đấy là chúng ta hoàn toàn có thể đi chứng minh thông qua việc được diễn một cái vector này thông qua hai vector khác, và vector ví dụ như là vector NM được diễn thông qua hai vector này, trong vector NG được diễn thông qua hai vector khác, và cái mối liên hệ giữa hai vector đấy với nhau thì chúng ta cũng có thể chỉ ra được vị trí điểm này thẳng hàng. Rồi thì như vậy trên đây là toàn bộ nội dung của phần bài học ngày hôm nay. Thân ái, chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.